Đường đi xuống Bến Ninh Kiều này là trước trước kho bạc hay gì ta? Đối diện bên này là cái nhà tù cũ hồi xưa nè. Có mấy cây bonsai hoa giấy rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, tuyệt vời, tuyệt vời, quá đẹp luôn, các nghệ nhân này quá đẹp, cho mọi người xem nha. Cái chậu cũng đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Này là đại gia nào đến sớm là có hoa đẹp sớm. Nở nở. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Cho mọi người ngắm nha, ai có nhu cầu xuống mua. Đẹp quá. Bonsai. Những nghệ nhân tuyệt vời. Tết 2022 ở Cần Thơ. Cái gốc này mỗi năm thấy bán mai rồi bán mấy trái cây, năm nay có mấy cái bonsai hoa giấy đẹp quá. Quá xuất sắc luôn. Mọi người ngắm mà đẹp quá ha. Tối vui vẻ nha.